hỏi tuổi hả? Già tới thôi hỏi gì nữa. Rồi bây giờ Thanh Ngân sẽ hát một cái bài trong cái ngày lễ Phật đản sanh, thì cũng muốn tri ân tổ hiền thất tổ, nội ngoại gia tiên, gia đình Thanh Ngân bốn đời theo nghệ thuật cải lương. Vì thế Thanh Ngân sẽ cùng ba người chị hát một bài để tri ân gia đình, đó là bài Thương Hoài Hai Tiếng Cải Lương, sáng tác của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Xin cảm ơn nhạc sĩ Cao Minh Thu, anh đã viết nhạc phẩm này để cho Thanh Ngân và ba người chị có cơ hội tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chỉ một lời ca.